việc sống sót 40 ngày trong một trong những khu rừng nguy hiểm nhất thế giới mà không hề có thức ăn hay dụng cụ chuyên dụng đã là một điều vô cùng thần kỳ. Song, điều đặc biệt hơn cả là em gái lớn nhất trong nhóm chỉ mới 13 tuổi. Cùng ngắm xem chân dung người chị cả anh hùng trong vụ máy bay rơi tại Amazon. Chân dung người chị cả anh hùng đã cứu ba em nhỏ sống sót kỳ diệu 40 ngày sau khi máy bay rơi. Nhờ người chị lớn, với lòng dũng cảm, sự lãnh đạo và chăm sóc, kiến thức về rừng rậm của em mà ba đứa trẻ còn lại có thể sống sót. Sức khỏe hiện tại của bốn đứa trẻ. Theo mail, bé Leslie, 13 tuổi, Sulini, 9 tuổi, Tenorio, 4 tuổi và Christine, 1 tuổi, đang được chăm sóc tại một bệnh viện quân đội ở Bogota. Những bức ảnh mới nhất được chụp từ khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cho thấy cả bốn đứa trẻ đều tỉnh táo, được truyền nước và có nhiều người thân kề bên. Không những vậy, Leslie và Sulini còn có thể ngồi dậy vẽ tranh. Hai bé dùng bút chì màu vẽ Wilson, chú chó cứu hộ đóng vai trò quan trọng giúp các binh sĩ tìm được họ trong rừng rậm Amazon. Những bức tranh được tiết lộ sau khi người đứng đầu lực lượng vũ trang Colombia, tướng Helder Girando, đến bệnh viện thăm các bé. Khi tướng Girando đến bên giường bệnh, Leslie và Sulini đưa cho ông các bức tranh chúng vẽ, nhờ ông tặng lại cho người quản lý của Wilson. Trong bức vẽ của Leslie, Wilson, 6 tuổi, đứng cạnh một dòng sông đầy cá, một cái cây, vài bông hoa màu vàng với mặt trời chiếu rực rỡ trên đầu. Bức vẽ của Sulini cũng tương tự chị gái với hình ảnh Wilson ở gần một cái cây, một bông hoa và mặt trời rạng rỡ. Ngoài ra, cô bé còn vẽ thêm cờ Colombia cùng dòng chữ luôn may mắn. Narciso Mukutui, ông ngoại của bốn đứa trẻ, cho biết các cháu tôi đã vẽ những bức tranh này như một cách để thể hiện tấm lòng của chúng. Chân dung người chị anh hùng. Theo thông tin từ gia đình, cô bé Leslie Mukutui, 13 tuổi, chị lớn nhất trong bốn đứa trẻ sống sót kỳ diệu sau vụ rơi máy bay ở Colombia, đã dùng kiến thức học được khi chơi trò chơi cùng bà để giúp mình và ba em sống sót trong rừng Amazon. Leslie đã học được cách dựng trại trong rừng rậm hoang dã bằng dây duy băng cột tóc. Em còn biết cách bắt cá, săn bắt và tìm được đồ có thể ăn được. Khi chơi, chúng tôi sắp đặt trò chơi như một trại nhỏ. Đại Caraco, thành viên của Colombia, dẫn lời bà Damaris Mukutui, dì của bốn đứa trẻ. Bà Mukutui cũng cho biết Leslie nhận biết được loại trái rừng nào không thể ăn vì có độc và cô bé cũng biết cách chăm đứa em nhỏ. Kỹ năng của Leslie đã giúp em và Sulini Jacobombe Mukutui, 9 tuổi, Tiền Ranocque Mukutui, 4 tuổi và bé Christine Ranocque Mukutui mới 11 tháng tuổi sống sót trong rừng rậm Amazon 40 ngày, đến khi đội cứu hộ tới. Con bé đã cho các em ăn bột khoai mì, trái từ các bụi cây. Chúng biết mình phải ăn gì, bà Fatima Valencia, bà của bốn đứa trẻ, giải thích. Theo Reuters, trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Colombia đăng tải, ông Narciso Mukutui ngày 12 tháng 6 kể, khi Leslie thấy bàn chân của em gái thò ra từ chỗ ba người lớn đã mất, nó đã kéo em ra ngoài. Sự dũng cảm và thông minh được cho là lý do chính khiến bốn đứa trẻ Leslie 13 tuổi, Sulini 9 tuổi, Tenorio 4 tuổi và Christine 1 tuổi có thể sống sót trong rừng Amazon trong 40 ngày sau khi máy bay chở các em gặp nạn vào ngày 1 tháng 5. Bộ Quốc phòng Colombia đã dành sự khen ngợi đặc biệt cho Leslie nhờ Leslie với lòng dũng cảm, sự lãnh đạo và chăm sóc. Kiến thức về rừng rậm của em mà ba đứa trẻ còn lại có thể sống sót. Chị cả Leslie 13 tuổi rất dũng cảm và thông minh đã cứu sống các em mình sau 40 ngày trong rừng. Henry Guerrero, một thành viên đội tìm kiếm, là người bản địa nói, Leslie rất thông minh khi biết lựa chọn những món đồ mang theo sau khi rời khỏi khu vực máy bay gặp nạn. Theo ông Guerrero, Leslie đã mang theo một vali gồm một cái chai, vải bạt, khăn tắm, đèn pin và một số quần áo. Những đứa trẻ đã dùng những vật dụng này để xây dựng nơi trú ẩn thô sơ. Ngoài ra, các em đã cầm theo hai chiếc điện thoại di động mà có lẽ dùng để phân tâm vào ban đêm cho tới khi nó hết pin. Được biết, nhóm trẻ không thể gọi điện trợ giúp do trong rừng không có tín hiệu. Tướng Pedro Sanchez, người chịu trách nhiệm về cuộc tìm kiếm cho biết, trong những ngày đầu tiên sau khi máy bay rơi, nhóm trẻ ở gần khu vực xác máy bay ăn những thực phẩm tìm được từ máy bay. Khi thực phẩm cạn dần, các em đã quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, bốn đứa trẻ đã ăn quả cọ và xoài dại cũng như các loại quả khác. Leslie đi theo một con đường không quá xa với dòng sông để các em luôn có nước uống. Hiện chưa rõ các em có tìm thấy hay ăn thực phẩm mà quân đội thả từ trên máy bay xuống khu rừng hay không. Cô bé 13 tuổi này được cho là biết rất rõ về khu rừng. Ông Luis Acosta, thành viên nhóm cứu hộ, là người bản địa nhận xét, nhóm trẻ biết cái gì ăn được và không ăn được. Chúng sống sót nhờ điều đó và nhờ sức mạnh tinh thần. Lực lượng cứu hộ đã di chuyển hơn 2.600 km để tìm nhóm trẻ và cuối cùng tìm thấy các em ở khu vực rừng thưa cách nơi máy bay rơi 5 km. Leslie và các em xuất thân từ cộng đồng thổ dân Hiutoto, một cộng đồng người da đỏ Nam Mỹ có mặt tại khu vực đông nam Colombia và Bắc Peru. Theo bách khoa toàn thư Ritanica, người Hiutoto, còn gọi là Huaytoto, là những nông dân giỏi, thành thạo trong việc hái lượm, săn bắt và đánh cá. Có ý kiến cho rằng kiến thức và kỹ năng mà các em học được từ cộng đồng của mình, cũng như các thức ăn mà các em thu nhặt được từ đống đổ nát của máy bay đã giúp bốn đứa trẻ sinh tồn 40 ngày trong rừng rậm Amazon.
Các em được bà của mình nuôi dưỡng và đã ứng dụng được những gì mà các em học từ cộng đồng dựa vào những kiến thức do tổ tiên truyền lại để sống sót. Báo New York Post dẫn lời ông John Moreno, thủ lĩnh của cộng đồng Guanano tại tỉnh Valver, đông nam Colombia, nơi Leslie và các em lớn lên. Ngày 1 tháng 5, máy bay chở 4 em gặp nạn khi các em đang trên đường bay đến San Jose del Guavir để thăm cha. Mẹ của các em, bà Magdalena Mukutui Valencia cùng phi công và một lãnh đạo cộng đồng thổ dân khác đã tử nạn khi máy bay rơi. Cả 4 em hiện đang hồi phục trong một bệnh viện quân đội tại thủ đô Bogota, Colombia. Theo dự kiến, các em sẽ xuất viện sau 3 tuần. Mong các em sẽ sớm hồi phục lại sức khỏe và quay trở lại cuộc sống thường ngày. Dù vụ tai nạn vẫn có thương vong, nhưng đây vẫn là một phép màu của cuộc sống và khiến chúng ta có thêm niềm tin hơn vào những phép màu.